quyết định first pick với Chitafet ở khu vực đường giữa dành cho Aria, một chất tướng nặng về khả năng kiểm soát. Rồi để coi đang còn được bỏ ngỏ thì đây sẽ cái vị tướng khá là phù hợp. Nhưng như đã nói, Rai vẫn đang còn thì cũng không thua nhiều lắm, và xét vào cái khía cạnh đẩy đường nữa thì Rai bây giờ cũng đang tương đối là khỏe, bởi vì trong phiên bản này chúng ta phép bị giảm sức mạnh, tốc độ đánh được tăng thêm đến từ cái kỹ năng E nếu như được nâng ở cái điểm đầu tiên đến từ Aria nó cũng sẽ bị giảm, và phía bên kia cũng có khả năng trả đũa chiêu thức. Chỉ cần cái lần về nhà đầu tiên đến từ phép anh ta có đủ lượng năng lượng thì lúc đó anh ta sẽ spam kỹ năng, và nếu như anh ta đẩy được lính trước thì phần nào đó cái khả năng di chuyển cơ động đối với cái chiêu cuối của Aria nó sẽ bị giảm. Nhưng quan trọng là những vị tướng khác ở trong khu vực rừng. Vừa rồi tôi thấy là Xin Zhao, nhưng mà Poppy vẫn đang còn, không biết đây có phải là trong những cái phương án hay không. Khi mà con Javan đến từ kết là một cái sự lựa chọn mà tôi nghĩ rằng chưa thực sự là tròn vai, chưa thực sự là tốt với cái kết quả mà anh ta thi đấu ở trong ván thi đấu đầu tiên đó. Mặc dù giai đoạn ban đầu thì Curt cũng đã tạo được những cái áp lực nhất định với Xin Zhao, nhưng chỉ cần một sai lầm cá nhân mà thôi, anh ta đã để cho đối phương có được một vài cái điểm lợi thế sớm để có thể snowball ở trong ván thi đấu vừa rồi. Để xem trong ván thi đấu này thì Curt sẽ muốn sử dụng vị tướng gì để đối đầu với tiếp tục là Xin Zhao trong tay của Yelim. Katie Rooster chọn sớm xạ thủ trước dành cho Yiming, và đây sẽ là con Jhin ở khu vực đường dưới. Đi cặp với Jhin thì chúng ta vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn ở thời điểm hiện tại. Như là Leona, hoặc nếu như bạn muốn thì có thể chọn con Lulu theo kiểu chơi phòng ngự dành cho vị trí online. Rồi như đã nói, Jhin đang còn được bỏ ngỏ trong cái bối cảnh là Aphelios đã bị cấm, thì đây là sẽ một cái sự lựa chọn mà tôi nghĩ là hợp lý dành cho phía của KT. Họ khóa luôn một cái bộ đôi ở khu vực dưới, khả năng bảo trợ đến từ Tahm Kiên cũng sẽ giúp cho khả năng bắn đến từ Anh Minh được trở nên tự tin hơn nhiều. Rồi xạ thủ bây giờ ở khu vực đường dưới không còn nhiều nữa, chúng ta có một vài những cái cặp đặc thù như Sejal, Rakan, Ezreal, Kama chẳng hạn, nhưng mà khi mà bị mất đi một vài những vị tướng khác á thì hơi khó, ví dụ như Ezreal không có Kama thì cũng hơi khó để có thể phối hợp ở khu vực đường dưới này. Jin Jihin là một cái sự lựa chọn mà tôi nghĩ rằng ổn dành cho cái khả năng đi đường của Teddy. Jhin ở khu vực đường dưới dành cho Teddy. Ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng không còn quá nhiều những cái vị tướng xạ thủ nữa. Thì Jhin cũng sẽ là một sự lựa chọn hợp lý để gây sát thương ở tuyến sau trước khả năng cản lướt đến từ cặp Elim cũng như là Bright trong tay của Fate. Phải cầm thứ hai thì Quang Đô Freak vẫn sẽ dành một cái sự tôn trọng nhất định vào Curt khi ban đi Xin Zhao. Ở trong ván thi đấu trước thì chúng ta đã thấy được là ở trong những cái tình huống di chuyển đầu tiên thì Xin Zhao của Curt rất chủ động. Và tôi nghĩ là nếu như Katie Rooster không mắc nhiều sai lầm giống như cái ván thi đấu trước thì họ vẫn sẽ có cơ hội để giành chiến thắng ở trong ván thứ hai. Nhưng để xem cái vòng rừng của Curt cũng như là cái sự lựa chọn của anh ta ở trong ván thi đấu này sẽ là như thế nào đã. Rồi, với việc mà sở hữu một cặp đôi Jhin cũng như là Tahm Kiên ở khu vực đường dưới thì cái khả năng chơi hit nó cũng sẽ phần đó bị giảm. Cấm Yuumi là cái sự lựa chọn cấm mà tôi nghĩ cần thiết, bởi vì Yuumi kết hợp cùng với Xin Zhao nó cũng khá là khỏe ở ở giai đoạn về giữa nữa. Rồi những sự lựa chọn cấm nhắm vào Kush khá là nhiều trong phase 2 cũng tương đối dễ hiểu. Volibear được xuất hiện ở trong gian vừa qua với khả năng mở giao tranh ổn đến từ cái giáp gia tốc hóa cuồng, và chưa kể đâu cái lối chơi đa phần là hy sinh dành cho những người đồng đội của mình đến từ kết nữa. Có thể thấy như đây ván thi đấu mà đội hình đến từ bên phía của Keter Roster họ sẽ đặt nặng nặng cái cánh trên cũng như là cái khả năng bắn của Jhin ở giai đoạn về sau của ván đấu. Rakan, một vị tướng có khả năng mở giao tranh ổn. Như đã nói, áp lực ở trong dạng đi đường đến từ cái bộ đôi Jhin và Tahm Kiên nó không thực sự đủ lớn, nên đội hình đến từ bên phía của Quang Đông họ có thể pick những cái con tướng yếu ở trong dạng đi đường nhưng có được cái tác dụng lớn ở trong những cái trận giao tranh. Ví dụ như Rakan với khả năng mở mở ổn của mình. Thôi thằng thấy Katie nhá hàng khá là nhiều từ nãy đến giờ, nhá thậm chí sang cả Bitfortune. Và cuối cùng thì họ đã quyết định chọn vào Bragas. Đây không biết sẽ là Bragas đứng trên cho Rascal hay nằm ở trong hồ đi rừng dành cho Curt. Dạo gần đây thì khả năng cao sẽ là Rascal đứng trên. Còn chúng ta không thấy nhiều lắm sự xuất hiện đến từ một con Bragas ở trong khu vực rừng. Để xem lựa chọn cuối cùng của họ sẽ là gì dành cho Curt. Họ đang muốn hướng tới Trundle. Khả năng rất là Trundle. Một thế trận nuôi An Minh, có thể thấy một điều này một cách rõ ràng. Rất nhiều những con tướng chống chịu được pick dành cho đội hình đến từ bên phía của KT, Ragas, rồi chưa kể Trundle nữa. Và một đội hình có khả năng bảo trợ đến từ Tahm Kiên, đánh theo bài vàng đến từ Aria với con bài Chitafet, thì đây sẽ là một cái đội hình mà kiểu dạng thiên hẳn về giai đoạn về sau, và tập trung vào cái nguồn sát thương của
âm binh rất là nhiều. Còn ngược trở lại thì bên phía của Quang Đông Fritz họ vẫn tiếp cận với ván thi đấu này với những cái lợi thế đến từ giai đoạn cấm và chọn. Lợi thế ở đây là họ pick những cái kèo mà kiểu dạng không thua dành cho Kin ở khu vực đường trên, ví dụ như Wen đối đầu cùng với Ragat, và họ pick được một cái kèo có khả năng phối hợp cùng với nhau khá là khỏe ở khu vực đường giữa, Rai kết hợp cùng với Xin Zhao nữa, và để coi cái khả năng kết hợp sẽ là như thế nào. Đây là một ván thi đấu mà Elim vẫn sẽ có cơ hội để có thể lên tiếng, và liệu rằng Kết có được những cái phương án để có thể tấn công vào khu vực rừng như cái cách là anh ta như cái cách mà anh ta đã làm ở trong ván thi đấu đầu tiên hay không nha. Cảm giác là bên phía của Quang Đông Fritz sẽ có được một đội hình lao rất là mạnh với Xin Zhao, với Rakan và thậm chí là Wen ở trong giai đoạn giữa và sau của ván thi đấu. Khi đã đạt được ngưỡng sức mạnh rồi thì cái khả năng cán lướt đến từ con bài này nó vẫn đang thực sự là mạnh mẽ. Còn ngược trở lại phía bên kia thì KT Rollster đúng là đang có một đội hình thiên rất nhiều cái ngôi sát thương vào vị trí của Aiming. Tôi đang không biết là Rascal trong ván thi đấu này sẽ lên theo kiểu là một con Ragat sức mạnh phép thuật hay sẽ là semi tank ở khu vực đường trên. Bởi vì thực sự là TF cũng không phải là một chất tướng có khả năng dồn sát thương mạnh, với cái bộ chiêu thức của mình nó sẽ mang cái vai trò nhiều hơn đó là việc sử dụng bài vàng của mình và giữ chân các thành viên của đối phương để giúp cho Aiming có thể gây ra được nhiều những cái một sát thương tuyến sau. Để xem cả hai đội sẽ xử lý như thế nào ở trong cái ván thi đấu thứ hai này. Kenty Roster bắt buộc phải giành chiến thắng để họ cân bằng tỷ số so với các thành viên của Quang Đông Fritz. Ngược trở lại, nếu như bên phía của Quang Đông mà giành chiến thắng trước đối thủ trực tiếp của họ đang xếp cùng cái vị trí trên bảng xếp hạng thì đây sẽ là những cái thành tích rất là tốt dành cho giai đoạn lượt về đến từ bên phía của Quang Đông. Rồi hãy cùng điểm xem coi có cái gì thú vị hay không. Chúng ta sẽ có cái tốc hành đến từ Kim ở đường trên, chúng ta sẽ có một cái hộ vệ đến từ Hoi và phép trợ thanh tẩy đến từ Teddy. Không có quá nhiều những cái đột biến, phía bên kia cũng tương tự là như vậy mà thôi. Có một cái lối chơi thiên về phòng ngự đến từ Lai khi mà anh ta sở hữu cho mình đó cái hộ vệ nhịp độ chết người đến từ Anh Minh, không có quá nhiều điều bất ngờ. Rồi Kết sẽ là một con Trundle tốc độ đánh với cái nhịp độ đang được sử dụng của anh ta nha. Nhưng quan trọng là cảm giác như đây ván thi đấu mà Kết sẽ cố gắng để có thể tạo đột biến như cái cách mà anh ta đã làm ở trong ván 1. Thì để đột biến được với Trundle thì cảm giác như là nó khó hơn so với Javan, bởi vì Javan có được cái combo kỳ kích để có thể né tầm nhìn của phía đối phương, trên đồ thì không làm được điều đó. Đúng vậy, nếu như mà không di chuyển một cách thông minh thì rõ ràng bạn sẽ có cơ hội bị nhận cái tầm nhìn đến từ bên phía của Quang Đông Freak. Họ sẽ bị bắt bài với tình huống di chuyển ở trong khu vực rừng. Cốt ở trong quán thi đấu này cũng sẽ khởi đầu tương tự giống như ván thi đấu trước khi mà anh ta có mặt ở khu vực nửa dưới với sự hỗ trợ đến từ cả Aiming cũng như là Lai và hướng lên khu vực nửa trên. Ở trong giai đoạn ban đầu thì tôi nghĩ là Rascal cũng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong cái thi đấu với cả Kin ở phía bên kia mà đối đầu với một con Gwen. Ván thi đấu này thì anh ta quyết định cầm cho mình quyền năng bất diệt chứ không phải là một cái thiên thạch bí ẩn để gia tăng khả năng cầu máu ở trong những cấp độ đầu, mà sẽ là một cái quyền năng bất diệt để đánh về lâu về dài đến từ Rascal của đường trên. Anh ta đang có tỷ lệ thắng rất cao với con bài Ragat, 5 trận thắng với chỉ một trận thua mà thôi. Trong khi đó thì Cốt ở trong khu vực rừng đây là lần đầu tiên mà anh ta sở hữu Chunder trong mùa giải này. Đây là ván thi đấu mà các bạn có thể thấy cái khả năng đẩy đường đến từ Kim nó cũng tương đối là ổn, nhưng xét về kèo chất tướng á, thì Ragat cũng là cái kèo mà kiểu dạng tự chơi tốt ở khu vực đường trên, khả năng hồi phục đến từ cái nội tại và khả năng trao đổi chiêu thức ổn đến từ Ragat giúp cho Rascal không bị lỗ máu nhiều lắm, và anh ta đang khởi đầu bằng một cái nhẫn Doran nữa cơ, thì khiến cho anh ta cũng sẽ có được cho mình đó những cái điểm ổn ở trong cái khả năng trụ đường, thì nó phù hợp với cái lối chơi đến từ bên phía của KT. Cái điều kiện thắng đến từ bên phía của KT là cánh dưới, đường dưới có thắng hay không, thắng ở trong dàn đi đường hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào cái khả năng kiểm soát lane đến từ Amin, cũng như là nó sẽ tạo ra được một cái cơ sở đánh ở dàn về sau dành cho bên phía của KT roster. Còn đường giữa bị đẩy là cái điều tương đối dễ hiểu mà thôi. Phép trong cái những cái lần về nhà tiếp theo, nếu như anh ta được sở hữu thêm cho mình đó lượng năng lượng thì anh ta cũng sẽ kiểm soát được tốt như cái cách mà anh ta đang làm ở thời điểm hiện tại. Có thể có mặt ở khu vực nửa trên của bản đồ, các bạn sẽ được nhìn qua một chút về cái tỷ lệ thắng mới cho đồ của một vài cái tên ở tại LCK. Thì ở thời điểm hiện tại đây cũng là một cái tỷ lệ thắng khá là ấn tượng đến từ một con Chunder. Và tôi nghĩ là đây cũng sẽ là một vị tướng mà giúp cho Aiming có thêm cái khoảng trống để gây sát thương hơn với tình huống đất cọc băng khó chịu. Còn quay trở lại về ván thi đấu này thì Fate ở khu vực đường giữa đang có được cái áp lực về lính khá là ổn. Anh ta có thời gian di chuyển cùng với cả Elim ở
xung quanh khu vực đường của mình, đặc biệt là khu vực nửa trên, để giúp cho họ có được một tầm nhìn triệt để ở dọc khu vực bờ sông. Điều này sẽ khiến cho những cái áp lực đến từ cốt ở khu vực cánh trên sẽ không thực sự là quá nhiều. Và cốt đang muốn hướng xuống cua dưới, nhưng đã có một con mắt cảm giác đến từ cặp đôi của Quang Long Freak, và khả năng cốt sẽ bị phát hiện ở trong cái tình huống kiểm soát cua mà thôi. Để coi giai đoạn tiếp theo thì như thế nào. Tỷ lệ thắng đối với Jundo ở thời điểm này nó chưa thực sự quá tốt. Nó là một cái vị tướng mà kiểu dạng nó pick tình huống, và trong cái tình huống này thì có thể thấy như là kết không còn nhiều lắm những cái mẫu chiếc tướng khác để có thể đánh cặp cùng với Xin Giao của phía đối phương. Elim đang chuẩn bị có mặt khu vực đường trên nhưng được lính chưa đẩy vào, và lượng máu này cũng hơi thấp, hơi nguy hiểm dành cho Rascal nha. Đợt lính này, đợt lính có xe đang chuẩn bị tiếp cận vào công trình rồi. Hết năng lượng đến từ Rascal. Anh ta chống cái pha thi đấu này như thế nào đây? Một tình huống khởi đầu đến từ bên phía của Quang Đồ Phích. Một pha nhấp nhả ở liên hoàn tâm kích lần thứ ba khá là tốt. Dứt ra khỏi trong trụ. Kin đổi mạng. Đó là lượng sát thương. Tôi nghĩ là đủ. Đó tình huống đổi mạng mà thôi. Pha nhấp nhả ban đầu rất có ý đồ đến từ bộ đôi của phía Quang Đông. Các bạn có thể thấy Kin lướt xoén xoén của anh ta lên, đánh một hít vào trụ. Liên hoàn tâm kích hai đòn đầu đánh vào trụ để có thể có được cái nhịp đánh tốt hơn đến từ bên phía của Quang Đông Frick. Nhưng mà cái pha xử lý vừa rồi của Rascal cũng tương đối tự tin nha. Cái điểm được đến từ bên phía của Quang Đông đó chính là họ băng trụ, hạ gục được thành viên, hạ gục được đối phương, khiến cho Rascal mất đi cho mình đó một lượng kinh nghiệm đến từ những con lính xóa sổ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng pha xử lý vừa rồi đến từ Rascal là hài lòng khi mà anh ta chống được pha băng trụ và có được cho mình đó một điểm hồi phục. Anh ta đã là mắc ping trong tình huống bị băng trụ vừa rồi. Nửa dưới thì Katie Rooster đang là những người có lợi thế để kiểm soát con rồng đầu tiên của bán thi đấu rồng nước ở phút thứ 5. Việc là Elim sau khi tình huống tấn công khu vực trên anh ta phải về thì anh ta không có cơ hội để can thiệp vào rồng. Và đây chúng ta cùng xem lại cái pha Elim, anh ta sử dụng cái liên hoàn tập kích lần 3 của hết tung đối phương. Đang chia sát thương đến từ Quang Đông Frick là đủ. Rõ ràng đây là một tình huống mà Rascal đã thi đấu vô cùng tốt để có thể mang lại cái điểm chiến công đổi ngược lại dành cho bản thân mình, cũng như là câu đi cả hai phép hỗ trợ đến từ Elim, một cái tốc biến đến từ Elim và một cái tốc hành đến từ Kin. Chính xác là như vậy. Đó là tình huống mà Rascal sử dụng chống được cái pha băng trụ rất là tốt. Và như đã nói, trong cái bối cảnh là máu của anh ta thấp, năng lượng cũng thấp, mà anh ta chống được tình huống băng trụ như vậy đã là một cái thành công riêng về cá nhân của Rascal rồi. Và với pha băng trụ thất bại đó thì bên phía của Quang Đông Frick họ cũng đã mất đi cho mình đó một vài những cái lợi thế nhất định. Ví dụ cái thời gian phâm rừng đến từ Elim nè, ví dụ như là những cái áp lực thắng về mặt chỉ số lính của Kin ở cánh trơ bản đồ nữa. Fate vừa rồi anh ta đã biến mất, nhưng phía bên kia thì Aria có được cho mình đó cấp độ 6. Định mệnh của ta sẵn sàng, sách phép thì chuyển sang thiêu đốt. Lượng sát thương thì cũng tương đối là ổn nếu như có một cái tình huống kiểu dạng anh ta cố gắng để có thể phản găng trong một cái pha mà phép di chuyển lên cánh trên bản đồ chẳng hạn. Elim mới chỉ đạt được cho mình đó cấp độ 5 mà thôi. Phía bên đây Rascal cấp độ 6, lăng bụng thùng vụ nổ trúng vào cả hai thành viên, không trúng vào người của Kin. Pha thi đấu này thì mang được nhiều người hơn đến từ bên phía của Quang Đông Frick, khi mà trước đó Hoi đã lộ diện ở khu vực đường giữa. Và đội hình đến từ bên phía của Katie Rooster vẫn quyết định đánh ở trong cái pha thi đấu vừa rồi. Con Dolphic là người chủ động tấn công và họ tập trung được người nhanh hơn so với cả Katie Rooster. Cái thùng hiệu nổ đến từ Rascal tôi nghĩ là nó cũng không thực sự là quá đẹp, và nó không đẩy bất kỳ Elim hay Kim về trong tình huống vừa rồi cả. Chỉ có thể đẩy cho Elim anh ta bị dính vào tường mà thôi. Và khả năng bật ngược lại đến từ con Dolphic khi mà họ tập trung đủ người là có cơ sở. Chúng ta cùng xem lại cái pha này. Cái W đến từ Elim nó không trúng, nhưng tôi nghĩ nếu như nó trúng thì anh ta cũng sẽ có thể lao vào với cái can chiều của mình. Đây là một pha của Quang Đông Frick tập trung hai người với thêm hai người nữa với cái vòng xoáy không gian của Fate, và khiến cho các thành viên của Katie Rooster bắt buộc phải lùi về. Nếu như cái phương tiện di chuyển đến từ Aria thì anh ta chỉ đi một mình mà thôi với cái chiều cuối cũng của anh ta, còn phía bên kia thì cặp được thêm người nữa, và nó khiến cho cái nhịp đánh đến từ bên phía của Quang Đông là tốt hơn. Và pha xử lý mà tôi nghĩ rằng hơi fail đến từ bên phía của Katie Rooster, khi mà cái lượng sát thương đến từ Curse với con Trundle cấp độ 5 cũng không thực sự chất lượng bằng vị tướng Xin Giao của Elim. Là một tình huống tiếp tục là sai lầm. Ui, Amin bị tấn công khu vực dưới cấp độ 6 đã có đến từ Hoi, và đó là việc không chế được gây ra tương đối là nhiều. Amin không còn hồi máu, không còn tốc biến. Điểm hạ gục tiếp theo dành cho bên phía của Quang Đông Frick. Tôi cảm giác ngày thi đấu hôm nay, và đặc biệt ở trong ván thi đấu này, Amin đang thiếu đi cái sự tập trung cần thiết. Ở cái khu vực mà không có nhiều tầm nhìn lắm đến từ Katie Rooster, và họ muốn có được một pha hồi phục với cái việc tấn công và quả hồi phục, nhưng Amin đã rất mất nhiều thời gian để xử lý nó, và cuối cùng bị tấn công bởi Hoi.
người vẫn còn cả bộ pháp thần tốc cũng như là xuất hiện hoành tráng phía bên kia. Đây, chúng ta cũng xem lại hình quét mắt đến từ Lai, nó là chưa đủ. Và lượng thông tin của họ là không quá nhiều. Cách đi bọc đầu cùng với cái bộ pháp thần tốc nó vẫn đủ để có thể khiến cho Aiming anh ta không thể nào di chuyển được về cùng với Lai cả. Một con Tam Ken cấp độ 5 không có cái đánh chén để giúp cho Aiming lui về. Và đó là điểm mạo cục thứ 3 dành cho Quang Đông Freak, nó rơi thẳng vào túi của xạ thủ Teddy. Và với một cái dịp đẩy ở có cái vòng rừng tốt nữa, dịp đẩy ở khu vực rừng giữa và khu vực rừng trên như đã nói ở thời điểm tiếp theo thì nó sẽ nghiêng về cho bên phía của Quang Đông, khiến cho họ rất dễ dàng để có thể kiểm soát được cho mình đối con sinh giả đầu tiên ván thi đấu. Sân khấu vừa rồi đến từ Teddy được dựng ra tầm xa, anh ta đang thi đấu khá là kỹ để tránh cái trường hợp đối phương khai thác vào anh ta khi mà anh ta có một mình ở khu vực rừng giữa mà thôi. Những tình huống xử lý khá là chuẩn chỉ đến từ bên phía của Quang Đông Freak, có thể thấy như những tuần thi đấu đầu tiên kết quả thi đấu không tốt bởi vì họ đang phần nào đó phải cố gắng để thể gắn kết đội hình. Còn ở thời điểm hiện tại thì có lẽ thấy như cái mặt nhân sự chất lượng đến từ bên phía của Quang Đông Freak bắt đầu được phát huy rồi, họ càng đánh càng tiến bộ. Những tuần thi đấu gần đây thì chiến thắng đến nhiều hơn dành cho bên phía của Quang Đông, và đặc biệt ở trong cặp trận này khi mà đối đầu cùng với một KT phong độ cũng không phải là quá tệ thì bên phía của Quang Đông đang nhập cuộc phải nói cực kỳ tốt. Theo như một vài chia sẻ đến từ đường giữa của Quang Đông Freak thì khi mà họ có thể tìm được tiếng nói riêng thì Quang Đông Freak sẽ rất dễ dàng để triển khai những cái thế trận, và rõ ràng ở thời điểm hiện tại họ vẫn đang làm tốt với cái điều kiện thắng của mình. Họ liên tục di chuyển chung với nhau để tạo được lợi thế trong những tình huống giao tranh nhỏ lẻ với việc là hơn người. Thời điểm hiện tại, Fate cũng đang làm rất tốt ở kiểu thi đấu khu vực đường giữa khi anh ta đang là người dẫn trước về chỉ số lý so với Aria và chủ động di chuyển để hỗ trợ những người đồng đội của mình, đặc biệt là vị trí của Aelin với việc kiểm soát hai bên cánh. Họ đã không có được con rồng đầu tiên của ván thi đấu này với việc là Aelin mất thời gian để can thiệp khu vực đường trên, thì hiện tại Quang Đông Freak đang nuôi ý đồ để cân bằng về rồng so với đối phương, và Aelin đang làm điều này khi mà con rồng nó đã xuất hiện trên bản đồ. Đừng quên rằng điều kiện thắng đến từ bên phía của KT Roster chắc 90% thì sẽ phụ thuộc vào Amin. Amin cần có được những cái pha thi đấu mà nó tập trung hơn để tránh trở thành một trong những cái điểm yếu hoàn toàn có thể bị khai thác. Ở thời điểm hiện tại, Rascal dịch chuyển ra khu vực đường giữa để có thể phối hợp cùng với những người đồng đội của mình, và điểm nóng đó chính là khu vực hang đồng. Định mệnh được đáp xuống vào con cóc ở phía bên sau, bất ngờ hơn một chút xíu, nhưng bất ngờ nó lại đến từ đội hình của phía Quang Đông Freak. Khi mà cái khả năng bật ngược trở lại đến từ bên phía của Quang Đông là nhiều. Một pha ném bài vàng và để lộ vị trí, và nó không mang lại bất kỳ cái độ hiệu quả nào dành cho Aria cả. Thực sự là Quang Đông đang thi đấu rất bay ở trong ván thi đấu này. Đó là một pha mà Rascal anh ta chủ động dịch chuyển xuống trụ một khu vực đường giữa để có thể can thiệp vào rồng ở trong tình huống mà Kin ở phía bên kia không còn dịch chuyển nữa. Họ sẽ là những người có lợi về nhân sự. Nhưng khả năng dứt điểm rồng đến từ Quang Đông Freak là quá nhanh, và khi mà KT đã tập trung người khu vực đường dưới thì họ không thể nào giữ lại được con rồng. Và sau đó thì khi mà Aria anh ta bị bắt, cái tình huống đó thì hình như là cái cú ngậm nốt nó không đủ tầm thì phải, và Lai không giúp người đội của mình đi về được. Nếu như Aria có đồng hồ ở trong pha thi đấu vừa rồi thì tôi hiểu, bởi vì họ đã đầu tư luôn cả dịch chuyển đến từ Rascal. Họ di chuyển ra với mục đích là tranh chấp con rồng và sẽ cố gắng để có thể chơi xoay quanh khu vực đường dưới khi mà họ sở hữu được cho mình đó hai con rồng nguyên tố. Nhưng mà pha vừa rồi không câu kéo được, Aria trở nên quá mỏng manh, hiệu khống chế được gây ra đối với Rakan là nhiều. Và nếu như anh ta có đồng hồ thì mọi thứ có thể là khác dành cho đội hình đến từ bên phía của KT Roster. Và Lai cố gắng để có thể áp sát nhưng mà anh ta cũng không vào tầm nữa, cái bức tường đó thì hơi dày, anh ta không sử dụng cái ngậm núi của mình để có thể cứu được. Nếu như mà những cái bức tường mà nó mỏng mỏng, ví dụ như ở xung quanh khu vực hang rộng đó, thì anh ta có thể ngậm lên được. Pha thi đấu vừa rồi thì anh ta không cứu kịp. Như vậy đã nói, đó là tình huống sử dụng chiêu cuối đầu tiên, xin lỗi, sử dụng chiêu cuối thứ hai dành cho Aria trong ván thi đấu này. Và cả hai pha nó đều fail. Nó chưa mang lại được hiệu quả dành cho Aria, trong khi Fate của Quang Đông Freak thì đang có một màn trình diễn khá là ổn. Anh ta đang đóng góp 3 trên 4 địa gục của Quang Đông Freak. Và KT lại muốn tấn công lên khu vực cánh trên, nhưng đây đã là thời điểm mà Elim cũng đang có mặt để hỗ trợ người đồng đội của mình, và đơn giản họ lui về mà thôi. Elim đang là người cầm sứ giả, và để xem anh ta sẽ muốn thả ở đâu. Tôi nghĩ là thả ở khu vực đường dưới cũng được, khi hiện tại Teddy cũng như là Hoi sẽ di chuyển ra Squad Lane cùng với vị trí của Fate, thì thả sứ giả khu vực đường giữa và dồn tài nguyên cho xạ thủ của mình nó vẫn là một trong cái sự lựa chọn hàng đầu dành cho Quang Đông Freak. Thậm chí họ cả đẩy cả Kin tới luôn, đang muốn nuôi cái hy vọng đó là dứt điểm cái trụ một khu vực đường giữa và mở ra khoảng trống hai bên cánh. Người đang bị giữ chân làm chiều cớt sát thương là rất nhiều, và anh ta lên bảng điểm số mạng dành cho Teddy.
Cái trụ này tiếp tục bị tấn công bởi sứ giả khai nứt và Elim đang có một pha bọc đầu không lôi tường của anh ta trúng, nhưng anh ta đang bị tấn công bởi dung ngoạn thủy vực đến từ vị trí của Lai. Sát thương là chưa thực sự quá nhiều, kích tốc đến từ vị trí của Kin, nhưng sát thương của anh ta đang là chưa đủ và phải lui về trước sức tấn công đến từ vị trí của Aiming. Và Quang Đông Freak thành công với việc lấy được trụ một khu vực đứng giữa của đối phương, và cộng với đó là cả bốn lớp giáp trụ nữa ở khu vực đường giữa này. Còn sứ giả rất là thành công dành cho bên phía của Quang Đông Freak. Có thể thấy như đội hình đến từ bên phía của KT họ quá thiếu tập trung. Pha thi đấu vừa rồi kết chỉ có được cho mình đến một vài mảnh của búa rìu sát thần mà thôi, mà cho dù anh ta có lên được búa rìu sát thần thì cũng không giúp cho kết quá cứng cáp, và anh ta bốc hơi gần như là một nhịp chiêu cuối của anh ta cũng không được sử dụng ở trong pha thi đấu vừa rồi. Bộ đôi đến từ bên phía của Quang Đông có khả năng giữ chân tốt quá, ví dụ như hồi hất được lên và cộng kèm với cả cái nét vẽ nữa, và chưa kể đến cái lượng sát thương từ dàn ngoài đến từ bên phía của Quang Đông cũng tương đối chất lượng ở trong cái tình huống xử lý vừa rồi. Nếu như mà Kurt sử dụng Alistar thì tôi có thể hiểu cái tình huống đứng trước mặt để có thể câu kéo cái trụ một đường giữa. Nhưng đây chỉ là một con Chunder mà thôi, độ cứng cáp là không nhiều. Và khi bị tấn công bởi ba thành viên bên phía của Quang Đông Freak thì anh ta bốc hơi luôn, tạo tiền đề cho Elim có thể set up những tình huống bọc sau và gây sức ép đủ để Quang Đông Freak có thêm được cái trụ một khu vực đứng giữa. Hình như đây là trụ một toàn bản đồ dành cho thì phải. Cộng thêm cái lượng tiền lấy từ lớp giáp trụ, thực sự rất nhiều lượng kinh tế dành cho Quang Đông Freak, và họ đang dẫn trước về kinh tế ở phút thứ 15. Cùng với việc là nếu như trụ một đường giữa nó đã không còn nữa thì Quang Đông sẽ rất dễ dàng để kiểm soát mục tiêu ở hai bên cánh, đặc biệt là con sứ giả ở trong đặc biệt là con rồng tiếp theo ở ván thi đấu của một nửa dưới, hay thậm chí là mục tiêu lớn của nửa trên. Ván thi đấu này khá giống với ván thi đấu đầu tiên, giống ở cái chỗ là những cái đường đến từ bên phía của Quang Đông họ đều là những cái đường thẳng. Đường trên thì tự chơi thì đang chênh về mặt chỉ số lính, đường giữa cũng tương tự là như vậy. Nãy giờ Fate không đóng góp được nhiều so với những người đồng đội của mình, bởi vì những người đồng đội của anh ta đã tự thẳng ở đường hai bên cánh, đường trên và đường dưới. Cái nhiệm vụ đến từ Fate đó chính là cái việc mà cố gắng để có thể đẩy được lính và tạo ra đột biến đến từ những cái tình huống sử dụng chiêu cuối của mình. Con sứ giả thứ hai được ăn cũng khá là gọn ghẽ, gần như không có bất kỳ một cái áp lực nào dành cho bên phía của KT Roster cả. Đây là con sứ giả thứ hai mà Elim kiểm soát được, và để xem họ sẽ tận dụng con sứ giả này như thế nào. Nét vẽ chết chóc vừa rồi giữ chân thành công đến từ vị trí của Teddy, nhưng Lai đứng bên cạnh thì họ cũng không có nhiều cơ sở lắm để tiếp tục tấn công vào vị trí của Aiming phía bên này. Phòng lôi tường chúng ngay lập tức có cú phong linh được kích hoạt đến từ xạ thủ của con Ofric. Kurt có mặt ở đây, bán hồi thương được sử dụng, anh ta vẫn bị dính lăn bụng đẩy ngược về, nhưng cái chiếc cuối vừa rồi không quá đẹp. Lai đang phải lui về sân khấu từ thần tầm xa, nhưng nó đã phải dừng lại. Brasco là người lên bảng điểm số. Còn Freak Guy họ vẫn đang muốn càn lên với Kin, liên tục với tình huống xương lâm bất bại và cắt quá đau đến từ đường trên của Quang Đông Freak. Nét vẽ chết chóc không giữ chân được đối phương, và cọc băng vừa rồi cũng chỉ để rút lui đến từ cướp mà thôi. KT mất đi ba người, hai người trong tình huống giao tranh vừa rồi. Amin bị focus thêm một lần nữa. Cú lăn bụng tốc biến, cú lăn bụng thùng rượu nổ đến từ Rasco nó không có bao hàm ý nghĩa gì cả, khi mà cái lượng sát thương được cộng kèm theo là gần như bằng con số 0. Anh Minh phải cố gắng để có thể quay ngược trở lại thì anh ta bị tấn công thêm một lần nữa đến từ Hoi, bắt buộc phải tốc biến và gần như bị out ra khỏi pha giao tranh vừa rồi. Đây, hãy cùng xem tình huống này, một cái nhịp băng bổ vào phải nói cực kỳ quyết đoán đến từ Teddy và Elim, phải có một cú ngậm nuốt đến từ Lai mới giúp cho anh Minh được chơi game. Pha thi đấu này thì anh Minh gần như là bị out ra khỏi tình huống giao tranh rồi, và anh ta bị tạt cánh ở phía bên sau trong những cái tình huống thi đấu tiếp theo nữa. Những cái đội hình băng bổ vào với một cái xương lâm bất bại và chưa kể đó là Javan, chưa kể đó là Sinjao, và cái khả năng hoạt động tương đối từ tầm xa đến từ Teddy nó giúp cho bên phía của Quang Đông Freak có cái nhịp thi đấu khá là ổn ở trong cái tình huống đó. Còn ngược trở lại, các bạn có thể thấy cái nhịp vào đến từ bên phía của KT nó không có tạo ra cái khả năng gây sát thương dành cho đội hình của họ. Twitter Fate thì phải mất một thời gian mới có thể đáp xuống với cú định mệnh và độ đột biến của anh ta và hiệu ứng khống chế của anh ta gây ra trong tình huống giao tranh vừa rồi. Nó cũng không được cộng hưởng với cái lượng sát thương, thiếu hẳn đi cho mình đó lượng sát thương đến từ bên phía của KT Roster ở trong cái tình huống thi đấu đó. Trong khi đó, lượng đam được gây ra đến từ Quang Đông Freak là rất nhiều. Họ có Wen, họ có Rai. Thậm chí trong tình huống đó thì Fate cũng đã đầu tư cú tốc biến của mình để dứt điểm được Gaming. Đây chưa phải là thời điểm mà ngưỡng sức mạnh đến từ con Dinh nó được đảm bảo. Tôi nghĩ là vẫn cần khoảng thời gian nữa, mới chỉ là cái mốc diệt thủy quái mà thôi. Cái tầm hoạt động cũng như khả năng gây sát thương đến từ Aiming nó vẫn đang thực sự là hạn chế, và đặc biệt là trong những tình huống giao tranh như vậy. KT Roster đang thực sự cần thời gian để chủ lực của họ được khỏe và đủ đồ trong giao tranh. Nhưng liệu cái khoảng thời gian này nó có đủ hay không, khi mà Quang Đông Freak đang là những người dẫn trước về rồng
và thậm chí trận đấu này chúng ta sẽ có linh hồn rồng lửa, lại là linh hồn rồng lửa giống quá thi đấu trước. Rascal đang bị can thiệp, đó là chiêu cuối được bật để chặn đầu đến từ Hoi, lăn bụng chúng hai người, thùng rượu nổ đẩy ra nhưng Teddy có trong khi sân khấu tử thần đã được mở. Rascal sẽ nằm, mạng không được nhường cho Teddy, nhưng đó vẫn là điểm gục thứ 8 dành cho con đồ Freak. Khai thác trong những cái tình huống di chuyển khá là ổn, đội hình đến từ bên phía của Quang Đông đang đánh vào cái mặt tâm lý đang hơi bị mất tập trung của bên phía KT Roster. Một pha thi đấu này chịu rồi cái hụn không chế nhấp nhã cũng tương đối là tốt đến từ Hoi nữa. Anh ta chưa vội vào, anh ta sợ rằng mình sẽ bị hất ra bởi cái thùng rượu nổ, và anh ta cố gắng được có thể outplay đối phương. Tầm hoạt động đối với Teddy cũng tương đối là xa với cái sân khấu được mở ra của anh ta, không còn đường lùi dành cho Rascal ở trong cái tình huống xử lý đó. Có thể thấy như bên phía của KT Roster, cái điều quan trọng mà họ cần phải làm được để có thể vực dậy ván thi đấu này, đó chính là tránh bị cuốn vào giao tranh với đội hình đến từ bên phía của Quang Đông. Họ cần phải có được cho mình đó cái ngưỡng sức mạnh đến từ những vị trí, đặc biệt đó chính là Amin cần phải có được cho mình đó 3 món trang bị lớn. Aria cũng tương tự là như vậy, con Twitter Fate của anh ta nó đang hơi không có được cái độ tác dụng đối với cái đội hình này của phía KT. Thật ra cũng hơi khó trách anh ta, bởi vì cái đường trên là cái đường không thắng nữa nè, về mặt chất tướng cũng không có quá nhiều những cái áp lực, khiến cho cái chiêu cuối đến từ Aria rất là khó để có thể vận hành. Đường dưới thì lại bị vấp váp trong cái tình huống giao tranh, biến họ trở thành cái đường thua luôn. Và cũng không có nhiều lắm những cái tình huống va chạm khi mà họ sở hữu vị tướng tâm kem nữa. Thì có thể thấy như hơi khó để có thể vận hành con bài Twitter Fate này ở giai đoạn đầu dành cho Aria. Thì anh ta cần phải farm, anh ta ít nhất là farm có được cho mình đó cái đại bác liên thanh, để có thể tạo ra được những cái tình huống làm choáng từ tầm xa, thì nó sẽ giúp cho bên phía của KT Roster dễ giao tranh hơn. Đúng là như vậy, cái đại bác liên thanh chưa có, những cái tầm làm choáng bài vàng của Aria nó vẫn chưa thể mang lại được nhiều những cái áp lực dành cho KT Roster. Và vừa nói xong thì anh ta cũng đã hoàn thành xong món đồ lớn thứ hai của mình. Đây là thời điểm mà Aria đã có đồng hồ này, anh ta nếu như có cơ sở thì có thể set up những cái tình huống mà sử dụng chiêu cuối định mệnh của mình vòng ra đằng sau và bắt những chủ lực phía bên kia. Khả năng anh ta sẽ phải hướng đến, thực ra tôi đã cảm giác là nếu như anh ta sử dụng cái chiêu cuối bắt đầu thì không biết là bắt ai, bởi vì Teddy có tốc biến kẹt có thanh tẩy. Fate thì tỏ ra khá trâu với hai món đồ lớn, anh ta có băng trượng, anh ta có băng giáp. Cái việc bắt vòng bun rai cảm giác nó đang không có nhiều cái không có nhiều hốp lắm. Còn Kin thì có xương lắm bất bại. Tôi đang chưa biết là Aria sẽ xử lý như thế nào trong tình huống giao tranh. Có lẽ là anh ta sẽ chỉ có thể sử dụng chiêu cuối của mình để đáp xuống với cùng những người đồng đội và cố gắng sử dụng bài vàng cách tối ưu nhất để hỗ trợ cho Aiming có thêm khoảng trống để gây sát thương mà thôi. Chính xác là như vậy, cần phải đánh theo cái bài vàng đến từ KT Roster. Nhưng mà như đã nói, đội hình này là đội hình dùng chứng vào một giỏ dành cho bên phía của KT, khi mà họ phụ thuộc rất là nhiều vào cái lượng sát thương được gây ra trong tình huống giao tranh của Aiming. Và đó, thêm vào đó cái bài toán anh ta cần phải được nhiều tài nguyên, ví dụ như là rừng cũng cần phải được farm, bởi vì quan trọng nhất là cái lượng sát thương gây ra trong tình huống giao tranh sẽ là như thế nào mà thôi. Kết thì cũng đang hơi bị bỏ lại chút xíu, anh ta đang bị phân vân rẽ nhánh, bởi vì anh ta đang bị rơi một cái thế kiểu dạng không lên sát thương thì nó lại hơi khó để có thể farm lính, mà nếu mà lên chống chịu thì lại không có quá nhiều những cái lượng sát thương trong những cái tình huống giao tranh ngắn hạn chẳng hạn, với cái bộ kỹ năng của vị tướng trên đồ thì nó khiến cho cái lối lên trang bị đến từ kết. Ôi, một pha hình như đã có thông tin đến từ bên phía của KT Roster, kích cái vuông miệng lên khá là áp lực dành cho Hoi. Phía bên kia thì Aria đang bị giữ chân, sân khấu được mở ra, không biết là có bắn chết được Aria trong pha thi đấu đó hay không, khi mà tôi thấy tốc biến đến từ Aria cũng không còn. Bộ tứ đến từ bên phía của Quang Đông đang chia ra nhưng họ câu kéo được đủ lâu. Rascal nhiều khả năng sẽ phải nằm rồi khi mà anh ta bị giữ chân ngược trở lại, có can trường để thể can thiệp. Phía bên kia thì Curse phải chạy, khả năng truy đuổi đến từ Kim vẫn sẽ là có. Cái cánh còn lại thì chưa về được, Amin đang bị bắt rồi, và đó là điểm hạ gục. Tiếp theo double kill dành cho Teddy. Khả năng di chuyển đến từ cả hai bên đang cho thấy một cái hiện thực rõ ràng là KT Roster họ đã rất cố gắng trong tình huống vừa rồi, nhưng những cái hiệu ứng khống chế của họ lại không đủ để giữ chân được thành viên của đối phương. Còn Quang Đông Freak thì luôn luôn di chuyển chung với nhau một cái vòng xoáy không gian, bốn người đến từ Fate để có thể bắt tiếp tục các thành viên của KT trong tình huống vừa rồi. Và áp lực của họ là đủ. Thực sự là họ đang tìm được tiếng nói chung trong những tình huống di chuyển của mình, và con Baron vừa rồi là một phần thưởng dành cho ở phút 23. Chúng ta hãy cùng xem lại cái pha giao tranh khu vực đường trên. Bốn người bắt hai, bắt Hoi và Fate, nhưng cái tốc độ di chuyển đến từ Fate là quá nhiều, cộng với cái đường nhảy tiếp viện của Hoi để thể lùi về, anh ta câu rất nhiều thời gian, và cái W giật bắn của Aiming nó không đủ tầm để làm chậm được Hoi nữa. Thiêu không chế đến từ KT là rất thiếu, và họ bị chia bốn người sang hai cánh để có thể di chuyển.
Ê, Minh và Lai ở phía bên kia thì mình tắt mở cái vòng cái không gian. May mắn dành cho A Minh khi mà anh ta có cái hạt thông nổ để giữ khoảng cách so với thành viên của đối phương nhưng vẫn bị dứt điểm. Còn ở tuyến sau thì cả Kurt cũng như những người đội còn lại đều bị lùa về cả. Hãy nhìn cái cách pha mà này... Kim anh ta cắt xem. Hơi vội. Kim cũng hơi vội. Cái pha TP của anh ta là thấy cũng hơi vội lắm rồi. Anh ta bị làm chậm bởi cặp băng. Sau đó anh ta quyết định TP luôn ngay lập tức để có thể có mặt cùng với những người đồng đội của mình. Và cái lượng sát thương gây ra vừa rồi là sự khác biệt. Và quan trọng hơn nữa là cái pha mà kiểu dạng đọc ý đồ bên phía của Quang Đông. Họ biết rằng đối phương đang rình rập ở trong cái bụi đó, tức là nhiều những cú binh và họ sẵn sàng trong cái tình huống để có thể tấn công, là đội tuyển tấn công ở trong cái tình huống thiết lập vừa rồi. Và những cái tình huống tấn công của họ đủ để có thể câu kéo được một khoảng thời gian. Những cái tình huống mà kiểu dạng họ bị đánh, bị đẩy sang phía bên phải á, thì họ câu kéo đủ để cho để có thể thiết lập lại cái đội hình giao tranh dành cho bên phía của Quang Đông. Rồi, bùa lại Baron đang được tận dụng dành cho bên phía của Quang Đông. Bùa lại Baron sẽ giúp cho họ tiếp tục đẩy cao cái lợi thế của mình ở trong những giây phút tiếp theo. Họ đang chia người ra đẩy, có lẽ vẫn sẽ là một hình 4-1 để Wen của Kim có thể đẩy ở một đường mà thôi. Áp lực của anh ta sẽ là dư. Thời điểm hiện tại tôi không nghĩ là bất kỳ thành viên nào của KT roster có thể làm khó được Kim. Nếu như họ muốn dép thì cần phải 2 cho đến 3 người để có thể phòng ngự. Và điều này đang được xảy ra khi cả Aiming cũng như Aria bắt buộc phải di chuyển ra khu vực đứng giữa. Quang Đông Freak vẫn đang rất từ tốn trong những bước di chuyển của mình. Họ không quá vội vàng để có thể gây sức ép với bộ đội Baron. Cú can trường đến từ Elim là thành công nhưng anh ta cũng không quyết định kích cái can trường của mình để tấn công vào. Họ đang đợi lính và để xem con Baron này sẽ giúp cho Quang Đông Freak lấy được bao nhiêu cái trụ ba. Rồi, sử dụng chiêu cuối để có thể tạo ra một cái áp lực ngắn trong khoảng thời gian. Và đội hình đến từ bên phía của Quang Đông đã lấy được cho mình đó trụ bậc thềm rồi. Bắt đầu di chuyển vào. Vẫn đang tương đối là khó chịu nhờ hướng khống chế và độ đột biến đến từ bên phía của KT Roster. Lúc này là có những tình huống đặt cọc ra phía sau, lăn bụng, tốc biến, thùng thủ nổ chẳng hạn. Và những cái pha đánh theo bài vàng, ui, Sương Lam vừa rồi xóa sổ được cái cơ hội tấn công dành cho bên phía, ui. Đây là một tình huống Elin có bán nguyệt thương, bị đẩy về. Nhiều khả năng sẽ bị hạ gục rồi, nhưng ta không kéo được khoảng thời gian tương đối là đủ dài. Và vẫn còn sống sót, sát thương đến từ Kim là nhiều. Hoi tấn công được trở lại vào Aria. Âm Minh vẫn đang cố gắng bắn. Hoi còn lại cho mình đỡ chấm máu nhưng ta chưa bị gục ngã. Phía bên kia tương tự là như vậy, đến từ Elin. Kim có đồng hồ để có thể câu kéo, test đi có khoảng thời gian trống để có thể gây sát thương. Dừng lại ở một điểm hạ gục đến từ Trundle. Ui, tên lửa đạn đạo đó không trúng ai. Thông tin là có đến từ Quang Đông Freak, họ có thể né được cái cú chiêu cuối ở trong pha vừa rồi. Định mệnh được bật, chắc chỉ để check tầm nhìn thôi, chứ ở thời điểm hiện tại cũng không có bất kỳ một cái mục tiêu lớn nào. Và Aria quyết định sử dụng chiêu cuối của mình lên khu vực đứng trên để đón cái đợt lính đẩy. Nhưng hãy nhìn cái cách mà Quang Đông Freak họ thi đấu, cả Elim cũng như Kim thực sự rất tự tin trong pha này. Mất bắn nguyệt thương từ trước đó bị đẩy về bởi thùng rượu nổ, nhưng anh ta vẫn kịp tới tốc biến với khả năng gây sát thương ngược lại đến từ Kim. Tôi cứ ngỡ là cái pha đấy thì Quang Đông Freak sẽ bỏ lại Elim và họ sẽ lùi về với 4 người, nhưng Kim quyết định chủ động quay trở lại tấn công với Sương Lam bất bại, với xe chỉ luấn Kim và thậm chí anh ta còn ép được Glide với cú tốc biến nữa. Áp lực đến từ Quang Đông Freak là vô cùng nhiều, trong khi khả năng gây sát thương đến từ xạ thủ Aiming thì nó đang thực sự là hạn chế, đặc biệt ở trong pha vừa rồi. Vẫn chưa phải là ngưỡng sức mạnh ba đồ đến từ Aiming. Aria đang là người bị tấn công. Lai không còn tốc biến nữa nhưng anh ta có dung hòa thứ vẫn bị giữ chân bởi W đến từ Teddy. Mạ gục thứ 5 dành cho xạ thủ của Quang Đông Freak. Chịu một ván thi đấu hơi thiếu tập trung ở dàn đầu dành cho bên phía của KT Roster, khiến cho bây giờ cái giá phải trả là đắt. Chênh lệch đâu đó khoảng chừng 12.000 tiền rồi, là một cái chênh lệch quá lớn bị giữ chân. Lượng sát thương gây ra cũng tương đối là nhiều. Ôi, thậm chí là Elin lao vào à. Chê lớn thật sự. Bản nguyệt thương được tung ra, sát thương từ tầm xa đến từ Teddy là có, và anh ta đã có được cho mình đó điểm hạ gục rồi. Elin đang bị giữ chân, anh ta sẽ phải nằm điểm. Ôi, chiêu cuối ship rất nhiều người. Và đội hình đến từ bên phía của Quang Đông Freak đang chuẩn bị dứt điểm ván thi đấu này. Thật đấy, một ván thi đấu mà những cái pha phòng xoáy không gian đến từ Fate nó đang mang lại một điều hiệu quả vô cùng lớn trong đội hình của Quang Đông. Lai ấn đồng hồ, tỉnh đồng hồ thì anh ta cũng sẽ đi mà thôi. Quang Đông Freak sẽ kết thúc ván thi đấu này khi chưa cần tới phút thứ 30 với tỷ số 2-0 trước các thành viên của KT Roster. Một ván thi đấu mà chúng ta cũng có thể thấy như những cái lợi thế ở trong dàn đi đường thì thuộc về cho bên phía của Quang Đông Freak. Họ tận dụng điều này rất là tốt.
Và một cái đội hình đang all-in vào cho Emin, và với cái phong độ thi đấu không thực sự là vượt trội ở khu vực điểm dưới thì Emin cũng không có được quá nhiều những cái lợi thế. Chiến thắng này thì đa phần là xuất phát từ khu vực đường dưới trong những cái tình huống giao tranh, nhưng mà những khu vực đường khác đến từ bên phía của Quang Đông thì thi đấu mà tôi nghĩ cũng có một cái phong độ thi đấu khá là ổn. Ví dụ như Kim tự chơi và tự thắng ở khu vực đường trên, anh ta đánh những cái kèo chất tướng được bứt sâu rất là rõ nét, và anh ta có được những cái lợi